đồng thanh thoát pháp âm dịu êm. Em mong đến mùa sen nở kết thành bình hoa dâng cúng Phật Đà. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch ni trưởng chủ trì tổ đình Từ Nghiêm, kính bạch quý ni sư, quý sư cô tại bổn tự, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng ở khóa tu niệm Phật của chúng ta hôm nay. Trước hết thì xin kính vấn an sức khỏe đến ni trưởng, quý ni sư, sư cô tại bổn tự và thân chúc đến tất cả các vị Phật tử trong đạo tràng của chúng ta.
nhân cái kỳ nghỉ cuối tuần và trong cái thời điểm tu học niệm Phật hôm nay, luôn được nhiều sức khỏe, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, và luôn cầu Phật chứng minh gia hộ cho tất cả chúng ta luôn sống an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kế đến thì tôi cũng xin mạn phép là thường là chúng ta sẽ nghe giảng lúc 8 giờ. Nhưng bởi vì 9 giờ 30 là phái đoàn Hiệp hội Trung Quốc về thăm Trung ương Giáo hội, mà chúng tôi là bộ phận ngoại giao của quốc tế, cho nên là phải xin phép ban tổ chức ở đây cho phép tôi giảng sớm được 20 phút để về chuẩn bị 9 giờ rưỡi tiếp đón đoàn của Trung Quốc. Sau đó tôi phải ra sân bay liền đi ra Hà Nội. Mong các vị hôm nay hoan hỷ lý do là tôi giảng sớm. Mong các vị hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Thưa quý vị, trong những thời gian qua thì tôi vắng, có nhờ các thầy đến từ nghiêm giảng thế. Bởi vì nhiều khi công tác Phật sự giáo hội bất ngờ, cho nên mình không thể vắng mặt khi mà giáo hội yêu cầu được. Cho nên đành phải vắng mặt ở tại những buổi thuyết pháp của chùa Từ Nghiêm. Mong các vị cũng hoan hỷ cho vấn đề này. Và hôm nay các vị biết là trong cuộc đời của chúng ta đó, khi nói đến cuộc đời thì khó ai mà dùng cái từ ngữ của chúng ta để diễn tả hết được những sự kiện ở đời nó xảy ra thế nào, đúng không ạ? Bởi vì nó quá phức tạp, nó quá nhiều mặt, nó quá đa dạng. Cho nên hễ nói tới cuộc đời, chúng ta chỉ mặc nhiên cứ như thế mà suốt biết bằng cái sự im lặng thôi. Bởi vì nói nhiều cũng không hết, không có thời gian, và nói nhiều nó cũng không có tạo cho chúng ta có một cái ấn tượng gì, ngoài cái việc là phải tìm được cái sự giải thoát cho bản thân và tìm được nguồn hạnh phúc cho chính mình, và làm sao sống trong cuộc đời nó có ý nghĩa mà nó có được cái sự vui vẻ trong tâm hồn. Đó là cái điểm đến của chúng ta. Cho nên hễ bình luận tới cuộc đời thì chúng ta không cần bình luận nữa, bởi vì các cụ ở đây, các cô bác ở đây đã từng trải qua rồi, cho nên không cần phải nói về mặt này. Và hôm nay thì muốn động viên cho tất cả các Phật tử chúng ta vừa tu học, vừa đi vào cuộc đời, làm sao sống một cách rất là tự tại, thông dong, và có một cái sự an lạc trong nội tâm hơn những người đời khác, là ắt hẳn chúng ta phải có sự tu học. Và chúng ta thào tu học như thế nào thì hôm nay tôi xin được mạn phép giảng về chủ đề hoa sen trong cuộc đời. Mời các vị cùng lắng nghe. A Di Đà Phật. Chúng ta biết là khi nói đến hoa sen đó, là một cái loài hoa từ hình thức tới nội dung tạo cho con người có một cái ấn tượng rất sâu sắc về hình ảnh hoa sen. Hoa sen bên ngoài thì nó màu hồng phấn, có từ lợn cho tới hồng mà hồng phấn. Nó tạo một cái sự cảm giác hình thức đó cho mọi người khi nhìn vào, thấy mắt của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và cái hình thức này nó vừa có hoa vừa có hạt, mà các loài hoa khác ít có ai có được, ít có một cái loài hoa nào có được. Bởi vì đó là cái tính chất triết lý của đạo Phật của chúng ta. Và bản chất hoa sen này thì chúng ta cũng biết là vốn dĩ luôn phát triển ở trong bùn, chứ không phải ra ngoài bùn để phát triển. Điều này để chứng minh cho chúng ta thấy rằng đạo Phật của chúng ta là lấy hoa sen làm cái điểm đến, là cái biểu tượng tinh thần của người tu học Phật Pháp. Có nghĩa là đạo Phật dựa vào hoa sen để chứng minh cho con người đời và tất cả mọi người thấy rằng đạo Phật không phải là một cái đạo mà luôn luôn thụ động, luôn luôn đóng cửa, và luôn luôn lúc nào cũng có một cái tinh thần bi quan yếm thế, mà ngược lại nó phải như hoa sen. Cho nên cái tính chất hoa sen này á, là mọc ở trong bùn nhưng không hôi tanh mùi bùn,
Và cái hình thức của hoa sen nó tạo cho người ta có một cái đẹp mắt không ai mà không thích hoa sen cả. Điều này chứng minh rằng là cái đặc trưng tính của hoa sen có nhiều điều chúng ta cần phải nắm bắt. Cho nên đạo Phật thấy được cái mặt tích cực và ý nghĩa của hoa sen nên lấy cái hoa sen làm tiêu điểm cho cái tinh thần của đạo Phật của chúng ta. Cho nên đạo Phật của chúng ta tôn vinh hoa sen. Vì vậy chúng ta thấy rằng ly chùa, tất cả chư Phật Bồ Tát đều ngồi trên hoa sen mà không ngồi trên tất cả các loại hoa khác. Lý do là chư Phật, chư Bồ Tát là những vị tâm đó đã hết phiền não, không còn những bận nhơ, không còn vô minh, cho nên các ngài sống bằng trí tuệ, bằng cái tâm thanh tịnh. Từ cái tâm thanh tịnh được dẫn dắt bởi trí tuệ biểu hiện qua cái hành động, nếp sống thiện, cho nên các vị đã ngồi trên hoa sen. Hoa sen đây có nghĩa là tinh thần giải thoát của đạo Phật, giải thoát của một cái cá nhân. Chư vị Bồ Tát, chư vị Phật khi mà giải thoát, các ngài thành Phật, thành Bồ Tát, các ngài không giống như chúng ta là phải mong muốn trở về cõi Phật ở luôn, mà các ngài vẫn phát nguyện trở về thế giới Ta Bà để độ sanh. Mà chúng ta không ai bao giờ có phát nguyện như thế, đúng không ạ? Chúng ta toàn phát nguyện là hướng về thế giới Tây Phương sau khi chết thôi, trụ ở đó, bởi vì nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh, nó sung sướng, nó an lạc. Chưa bao giờ có ai phát nguyện là để tu trở lại trong cuộc đời này để hoằng pháp độ sanh cả. Cho nên điều này là chúng ta đã chưa đúng với lại tinh thần của chư Phật này, có phải không ạ? Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta phải nhận thấy. Cái điều thứ hai nữa, chư Phật cho dù các ngài đã hoàn mãn được cái thân huệ mạng, hoàn mãn được cái trí tuệ, hoàn mãn được cái đức hạnh nhân cách như vậy, nhưng các ngài không giống như chúng ta ngồi chiếm trệ hưởng lạc, mà các ngài vẫn buông ba trong cuộc đời này, thị hiện tất cả mọi phương diện để độ sanh. Đó là cái tấm lòng từ bi của các ngài. Nhưng mà khi vào đời á, thì các ngài không bị đời nhiễm ô, cho nên hòa hợp trong cuộc đời nhưng không bị đời hòa tan. Vì vậy cho nên các ngài phải ngồi trên hoa sen là như thế, để cho chúng ta thấy rằng đạo Phật là đạo tích cực, không bi quan yếm thế, mà đạo Phật là luôn tu trong cuộc đời, trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, chứ không phải tách ly cuộc đời để tu. Cho nên ở đây là muốn nhắc cho Phật tử thấy là cái tinh thần hoa sen mà của đạo Phật của chúng ta đó rất là có giá trị sâu sắc về mặt ý nghĩa, về mặt hình thức, về mặt tu tập nội dung. Cho nên hôm nay tôi mới động viên tất cả Phật tử chúng ta là mong muốn tất cả Phật tử chúng ta mỗi người phải tu như thế nào để giống như hoa sen. Mà hoa sen này để mà khi trưng lên á, bao nhiêu người ngưỡng mộ, bao nhiêu người hướng về. Nhưng khi hoa sen này đặt trong cuộc sống á, đi đến đâu tỏa ngát hương thơm của hoa sen, làm cho mọi người cảm thấy an lạc, nhẹ nhàng. Điều này là cái điều đệ tử Phật chúng ta cần phải làm. Cho nên đó là cái chủ đề mà tôi chọn hôm nay để nhắc nhở cho các Phật tử chúng ta thấy được cái mặt tích cực của hoa sen, thấy được cái tích cực của cái mặt tu học của Phật giáo chúng ta là thế nào, để chúng ta tư niệm lại. Ở đây thì nói về cái sự tu học của Phật tử thì hầu hết chúng ta đều là người tinh tấn siêng năng tu niệm, có phải không ạ? Hầu hết. Nếu không tinh tấn thì hôm nay chùa Từ Nghiêm cũng đâu có đông như thế này. Tôi nhớ là cách đây khoảng 6-7 tháng khi chùa Hoa Nghiêm chúng ta xây xong nó ổn định lại đó, thì tổ chức khóa tu lại thì có mấy ai, phải không? Đầu tiên là gần 20 người, rồi từ từ cho tới 30-40 người cho tới bây giờ. Lúc trước khi chưa Từ Nghiêm chưa xây đó, tôi về đây trong 2 năm, phải không ạ? 2 năm đạo tràng chật cứng. Rồi bây giờ đùng một cái thì chánh điện Hoa Nghiêm và chùa Hoa Nghiêm phải xây dựng, cho nên phải tạm ngưng, cho nên Phật tử phải đi mọi nơi. Bây giờ chúng ta hội tụ về, đó là cái biểu hiện cái tinh thần tu học không rời bỏ chùa, mà Phật tử của chúng ta ai cũng có vốn sẵn có rồi. Đặc biệt là những khuôn mặt thân quen
mà trong mấy năm qua tôi giảng ở đây thì vẫn còn tái xuất hiện ở tại tổ đình Từ Nghiêm này, và cũng có một số người mới. Đó là cái điều biểu hiện cho chúng ta thấy cái sự tinh tấn của Phật tử. Cái việc thứ hai nữa là chúng ta vốn thừa có sự tinh tấn tu học, cho nên biểu hiện thực tế là ngày Chủ nhật các vị thức sớm, các vị đi chùa, các vị tham gia khóa tu niệm Phật từ sáng tới chiều, các vị nghe pháp. Điều này chỉ là những người có tinh tấn thật tu, thật học mới làm được thôi. Chứ còn không là giờ này á là niệm ấm chăn êm rồi. Ngày Chủ nhật mà ngủ cho tới mặt trời leo lên khỏi ngọn tre rồi cũng chưa dậy, bởi vì họ phải dưỡng sức, nghỉ ngơi, tận hưởng sau 6 ngày làm việc. Nhưng mà chúng ta là khác. Chúng ta cho dù chúng ta không có đi làm, nhưng các cô bác cũng làm ở nhà, cũng gọi là cái công việc vô tên, vô danh còn nhiều hơn nữa. Làm suốt như thế, lẽ ra ngày Chủ nhật các cô bác cũng phải nghỉ ngơi. Nhưng mà các cô bác không quên trách nhiệm của người đệ tử Phật, không quên bản thân mình và tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta phải dành cái thời gian thư giãn đó bằng cách là chúng ta vào chùa để tu niệm tiếp tục, chứ không bao giờ có cái việc nghỉ ngơi ở cái dạng mà thư giãn như tất cả những người đời. Cho nên ở đây là chúng ta vốn thừa có sự tính tâm tu học, nhưng cái khuyết của chúng ta là gì? Chúng ta không biến những cái chất tu học của chúng ta để bắt đầu chúng ta ứng dụng vào trong cuộc đời, để mà hòa nhập cuộc đời trong lối sống thế tục, để mà chúng ta có thể làm được gì cho xã hội, cho con người và cho bản thân chúng ta, thì dường như chúng ta đã và đang bỏ quên. Cho nên hôm nay tôi mới nhắc là cái chủ đề hoa sen trong cuộc đời, để cho chúng ta thấy rằng chúng ta tu không phải chỉ trong chùa chúng ta mới tu đâu, mà chúng ta ra khỏi chùa chúng ta mới ứng dụng cái tu mình như thế nào, đó mới gọi là cái sự thực hành đó. Còn thực hành ở trong chùa đây nó chỉ là một cái phương diện thực hành trong cái lý thuyết thôi. Bởi vì sao tôi nói là lý thuyết? Bởi vì trong chùa đó, các vị thấy các thầy, các sư cô chẳng bao giờ nói nặng, nói nhẹ, chửi bới chúng ta cả. Chẳng có sự tranh giành cả. Mà cũng chẳng có ai dám vô chùa mà chửi tục, chửi thề, la mắng, rồi cãi lộn cả. Cho nên cái môi trường này là cái môi trường rất tốt để cho chúng ta tu niệm. Là chúng ta sống trong một cái không cảnh nó thuận thời. Nhưng ở cuộc đời nó khác trong chùa nhiều. Các cô bác thấy không? Khác hẳn. Khi chúng ta ra nhà, về nhà thì cái không gian nó khác, tư tưởng chúng ta khác. Khi chúng ta đi buôn bán, đi mần ăn, đi làm á, thì tư tưởng chúng ta khác. Đôi khi chúng ta quên chúng ta là đệ tử Phật. Cho nên cái cách tu niệm, hành trì đó, thì chúng ta vốn thừa sức. Nhưng mà chúng ta trải nghiệm, ứng dụng những gì chúng ta tu vào trong cuộc đời á, thì chúng ta còn hơi yếu. Thật sự còn hơi yếu. Cho nên đó là một trong những lý do tại sao chúng ta ra đời mà không có được nhiều người ngưỡng mộ, không có được nhiều người theo mình hướng về cái con đường tu tập như chúng ta. Điển hình như là những người thân trong gia đình của chúng ta. Tôi thấy 100 gia đình, ít nhất chỉ có một gia đình hoặc là hai gia đình có cả gia đình đều quy y, đều đi chùa. Nhưng hầu hết các vị sẽ thấy được nguyên do tại sao mà chỉ có chúng ta đi chùa thôi, con em chúng ta không đi. Nếu nói về bận rộn đó, cuộc đời này không ai mà không bận rộn cả. Chỉ cần mình muốn là mình đi thôi, đúng không ạ? Nếu còn không muốn thì tại với bị là nhiều lắm, lý do thì rất nhiều. Cho nên đây cũng là một cái ưu tư của các thầy, các sư cô đối với gia đình của chúng ta, những người Phật tử, những người thân của chúng ta. Đời của chúng ta mến mộ Phật Pháp, nhưng chúng ta không có hướng dẫn cho những người thân chúng ta, con em chúng ta, thì sau này chúng ta không hiện hữu trên cuộc đời này, ai hướng dẫn cho con em chúng ta đây? Nếu giả sử những người không biết đi chùa, chưa chắc những người đó sống trong cuộc đời mà có giữ được đạo đức. Hầu hết là như vậy. Chỉ cần các em nó đến chùa mà cái sự tự tâm nó đến là bản chất tốt lương thiện nó đã xuất hiện này.
Ai cũng vậy, ai mà đã biết đi chùa có nghĩa là bản chất lương thiện đã tôi được tôn vinh. Ai mà thắp nén nhang cho Phật, điều này chứng tỏ người đó có chủng tử với Phật Pháp. Chỉ cần chúng ta vượt qua mọi khó khăn, biết sắp xếp việc thế tục để dành thời gian quý báu đến chùa tu niệm, lễ bái, tu trì, đó là cái điều mà chúng ta cần phải vượt qua những cái khó khăn mà chúng ta luôn luôn bị cản trở bởi cuộc đời khi chúng ta muốn tu tập tâm linh của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nếu nói tới ngồi niệm Phật á, có thể chúng ta ngồi tĩnh tâm niệm Phật nửa tiếng, một tiếng cũng được, có phải không ạ? Nhưng ngược lại, nếu giả sử á, những người có chủng tử đời nhiều, thì các vị thấy rằng là khi họ vô đây, họ ngồi nửa tiếng là họ thấy chán, họ tụng thời kinh một tiếng là họ thấy lâu. Nhưng mà đối với họ là ngồi tứ sắc á, thì cả đêm cũng không thấy mệt, phải không ạ? Nhất là gần Tết rồi đó, chánh phỏng là tứ sắc nè, rồi ngồi bà tám rồi, hoặc là đi chơi rồi thế, thì cái gì cũng không mệt. Cho nên chúng ta thấy là cái căn cơ tu niệm là do mỗi con người chúng ta thấy. Nếu chúng ta càng ngồi lâu, chúng ta càng cảm thấy tinh tấn, điều này có nghĩa là chúng ta gần Phật, chúng ta tinh tấn tu học thật sự. Còn nếu giả sử như chúng ta ngồi lâu không được, trừ những người lớn tuổi, thì đó là vì cái thân thể, phải không ạ? Di chuyển máu không lưu thông được, các cô, các bác đau chân, đau cẳng, cái đó là chuyện thường. Nhưng mới nói là cái tư tưởng đó, cái tư tưởng chúng ta có chân thành hay không, có tinh tấn hay không, nó sẽ biểu hiện ra cái nếp sống tu học của chúng ta. Cho nên khi lạy Phật, chúng ta cũng phải phát nguyện. Khi tụng kinh, chúng ta cũng phải phát nguyện. Mà khi ngồi thiền, bất cứ lãnh vực gì, chúng ta đều phải phát nguyện cả. Các vị biết phát nguyện gì không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phải không ạ? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bây giờ chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, các vị đã thề rồi, các vị có độ được chưa? Chưa. Một cái thôi cũng chưa có, làm sao mà tối ngày tụng kinh xong cứ phát nguyện. Nhưng chúng ta đã phát nguyện nhưng không tư duy về cái phát nguyện đó để ứng dụng cho cái môi trường sống của chúng ta. Hay là cái câu phát nguyện là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nhưng mà mình mới tu cho mình thôi à, chưa có quá độ chúng sanh, sao lại gọi là Bồ Tát được? Sao chúng ta gọi là Đại Thừa, phải không? Tất cả để chúng ta tu toàn là Bắc Tông, có nghĩa là Đại Thừa. Cái này vừa tu cho mình vừa hướng dẫn người khác, nhưng mà toàn là thấy mình ên thôi ạ. Thế thì cái ứng dụng Phật Pháp vào trong cuộc sống, cuộc đời chúng ta chưa làm hết sức của chúng ta. Các vị nghĩ xem. Cho nên rằng chúng ta phải nhớ tinh thần của Đạo Phật là tự giác giác tha, hoặc là tự độ độ tha. Có nghĩa là trách nhiệm của người đệ tử Phật chúng ta đó, ngoài trách nhiệm ở đời thì tôi không nói rồi, bây giờ trách nhiệm của người đệ tử Phật ở đạo đó, chúng ta phải tự tu niệm phát triển đạo tâm của chúng ta, đạo lực của chúng ta, phát triển trí tuệ của chúng ta. Đó là cái trách nhiệm của chúng ta, là tự tu, có nghĩa là tự độ đó, tự giác á. Có nghĩa chúng ta phải tự bồi bổ cho cái nhân đức của chúng ta, nhân cách của chúng ta được tròn đầy. Khi chúng ta đã tu niệm hoàn chỉnh đó, chúng ta phải mang cái đó để hướng dẫn cho người khác tu như chúng ta, để có được an lạc hạnh phúc thật sự. Đó mới là trách nhiệm hoàn bị của chúng ta. Còn ở đây là chúng ta chưa, phải không? Chúng ta chỉ mới tu cho chúng ta thôi, cho nên chúng ta chưa có làm tròn cái trách nhiệm của một người đệ tử Phật theo tư tưởng Bắc Tông. Nếu chúng ta có là chúng ta phải biết ứng dụng ngay. Ví dụ một cách đơn giản, những người đi chùa lâu, chúng ta trong đạo tràng chúng ta phải luôn quan tâm những người mới đi chùa trong đạo tràng chúng ta. Chúng ta quan tâm bằng cách nào? Tự vì hằng ngày chúng ta quen mặt hết rồi, thấy người lạ là chúng ta biết rồi,
thì chúng ta phải gần gũi để xem coi cái tâm trạng của họ thế nào, cần sự giúp đỡ thế nào trong sự tu học. Chúng ta phải mở đường cho họ, phải luôn hỗ trợ, luôn nhắc nhở những gì họ chưa biết bằng một cái tâm ái ngữ, có thể lời nói từ hòa, nhã nhặn, thanh lịch, tâm lý và tôn trọng đối phương. Đó là cái chúng ta đã tu theo hạnh nguyện Bồ Tát. Còn đôi khi á, chúng ta chỉ ỷ lại là chúng ta tu lâu, cho nên là ma cũ ăn hiếp ma mới thế. À, cho nên người ta vô chùa mới hỏi coi chút là bà thấy bà nói đâu bà nói bà làm thôi bà thôi, đúng không ạ? Chỉ biết la mắng thôi. Như thế đó là cái chúng ta chưa đủ tư cách là đệ tử Phật đâu. Một người mà sống như hoa sen là chúng ta phải có hương và có sắc. Sắc của chúng ta là gì? Không phải nói là sắc đẹp, mà cái hình thức đi đứng nằm ngồi của chúng ta nó phải được trang nghiêm. Giọng nói của chúng ta nó phải lịch sự nhã nhặn. Đó là cái hình thức chúng ta phải như vậy. Cái sắc của chúng ta đó là như thế. Cái hương của hoa sen là gì? Là cái tâm của một con người của chúng ta, nó có thiện hay không, nó có biết tôn trọng đối tượng hay không, và lúc nào cũng có sự khiêm cung, hòa nhã, và có cái sự khoan dung độ lượng hay không. Đó là cái đức, đó là cái hương của hoa sen mà chúng ta phải tỏa ra khi chúng ta muốn bước vào trong cuộc đời này. Chúng ta chưa có. Cho nên chúng ta tu nhiều, giống như ăn uống nhiều, nhưng mà chúng ta chưa được tiêu hóa để nó thành sữa, để nó thành máu nuôi cái thân của chúng ta. Mà nếu không khéo là nó chạy ra ngoài hết. Cho nên một cái lễ Phật thôi mà chúng ta lễ bằng trái tim, lễ bằng cái tinh thần, lễ bằng cái chân thành, lễ bằng vì chúng sanh và vì mọi người chúng ta lễ, nó khác hẳn hoàn toàn khi chúng ta lễ mà có cái tâm hướng về để cầu sinh. Hai cái nó khác nhau nhiều lắm. Cho nên người tu của chúng ta đó là tu, thật tu thì nó sẽ toát ra được cái tướng hảo. Nụ cười của chúng ta mà thật tu đó thì nó toát ra cái sự tự nhiên, chứ không thể cười gượng như chúng ta được. Cho nên tu là phải từ trong ra ngoài, từ trái tim của chúng ta, từ nhân cách của chúng ta phải sửa, chứ không phải sửa từ bên ngoài. Cho nên nếu giả sử chúng ta tu, có các thầy, các sư cô hướng dẫn tu là điều tốt. Không có thì chúng ta ở nhà chúng ta tu cũng tốt, bởi vì ở đâu cũng có Phật cả. Đừng bao giờ tu để cho người ta thấy, đừng bao giờ tu để cho tất cả những bạn đồng đạo người ta biết. Biết cũng không làm gì. Cho nên tôi thấy có một số người tu hình thức quá không nên. Mình phải tu đúng chỗ, đúng nơi. Mỗi lần tôi đi ngang qua Việt Nam Quốc Tự, tôi thấy có một hai Phật tử mặc áo tràng đứng lễ lại. Lễ lại ở đâu? Ở ngay phía hành lang, ở cái gọi là cái con đường mà người ta đi bộ đi qua đó. Có nghĩa là ở ngoài phiên khuôn viên chùa đó, đứng ở ngoài hàng rào đứng vô, rồi trải chiếu, rồi đứng lễ bái như thế. Thì tôi thấy nó tính tâm như mà không có trí tuệ. Chỗ đó không phải là chỗ chúng ta lễ. Muốn lễ thì phải vào chùa, vào hẳn chánh điện. Cái chỗ đó là cái chỗ con đường ta đi bộ, ta đi ngang qua ngang lại. Chúng ta đứng giữa đường giữa xá lễ là thế nào? Cho nên tự mình có tính tâm là một điều tốt. Nhưng mà có hiểu biết hay không là chúng ta phải biết tu đúng chỗ đúng nơi. Người đó mới gọi là người đệ tử Phật. Ví dụ như hôm nay bây giờ chúng ta đang nghe Pháp, thì trách nhiệm của chúng ta là gì? Tập trung tinh thần lắng nghe từng từ một của giảng sư giảng, để chúng ta tư duy, chúng ta xem cái gì hay chúng ta lưu vào trong tư tưởng để tu hành. Chứ phải vô đây chúng ta nghe giảng mà chúng ta ngồi tĩnh tọa im. Vô đây nghe Pháp chứ không phải vô đây ngồi thiền. Hai cái khác nhau. Cho nên cũng là một cái điều tốt, nhưng mà sử dụng không đúng chỗ làm chướng tai gai mắt của người khác, đúng không? Cho nên cái khéo của chúng ta là phải như hoa sen.
Đi đến đâu các vị thấy hoa sen, bao nhiêu người đều quý, chân quý. Cho nên chúng ta cũng phải như hoa sen, ra đời không cần phải hình thức. Từ trái tim của chúng ta, cách sống tu niệm của người đệ tử và đi vào đời, lực của chúng ta sẽ tỏa ra từ bên trong, cái đức của chúng ta sẽ tỏa ra, không cần phải phô trương, họ cũng đến với chúng ta. Đó là sự thật. Các vị thấy hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ phải không ạ? Một bậc thầy của chúng tôi, hồi xưa đã từng dạy chúng tôi. Các vị tiếp xúc hòa thượng thấy thế nào? Rất bình dị, đơn giản. Cách giảng của hòa thượng cũng vậy, rất là bình dân, nhưng đi sâu vào lòng người bằng cái sự kinh nghiệm tu học của hòa thượng. Nhưng cái uy của hòa thượng toát ra, bao nhiêu người cũng phải kính phục. Kính phục nha. Mà hòa thượng đâu có hình thức như chúng ta đâu. Đó là các cụ tu từ trong trái tim, từ bên trong ra. Cho nên giống như cục 500 hít tất cả các kim loại. Cho nên ngài ở trong núi, ở rừng, bao nhiêu khách vãng lai đến muốn ngưỡng mộ, đến thăm bái kiến. Chúng ta tu phải như vậy mới được. Ví dụ như hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng mà tôi trợ lý 7 năm trời, ngài có khoe khoang gì đâu. Mà ngài cũng chưa từng ngồi tiếp xúc Phật tử, ngồi mà nói chuyện lâu dài như các vị thầy bình thường khác, đúng không? Nhưng mà tại sao Phật tử mấy chục vạn người đến quy y? Cho nên các vị hòa thượng, chúng ta để ý, chúng ta học cái hạnh của các hòa thượng. Tại sao các hòa thượng bao nhiêu người mến mộ? Tại sao chúng ta tu đi đến đâu người ta rải muối gạo không vậy? Phải đặt vấn đề. Hòa thượng cũng là một con người, chúng ta cũng là một con người. Tại sao chúng ta không được? Đó là cái điều chúng ta phải quyết tâm sẽ được, chứ không phải là không được. Đức Phật đã từng nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta cũng trở thành giống như các vị hòa thượng, vẫn có đủ đức, đủ mọi người kính phục, nếu như chúng ta biết tu thật sự. Chúng ta muốn giống các hòa thượng thì chúng ta phải tu theo các hòa thượng, không cần chúng ta cạo tóc. Bởi vì nếu như chúng ta không có nhân duyên, nhưng mà chúng ta tu tại gia thật sự, tinh tấn tu hành thật sự á, cũng giống như các cụ thôi. Phật tử bao nhiêu người mến mộ, chúng ta đều có uy tín đối với các bạn đồng đạo. Đó là cái điều có thể được. Cho nên đó là cái điều, bởi vì tâm chúng ta không mở rộng, lòng chúng ta không khoan dung, và chúng ta còn có tư tưởng là phân biệt, ganh tị, hiềm giận, hận thù, tham ái, si mê. Cho nên chúng ta tu hoài mà không thấy bớt, bởi vì chúng ta không biết ứng dụng. Có nghĩa là bao tử chúng ta yếu, không có tiêu hóa được thức ăn. Giống như chúng ta tu vậy đó, thường xuyên lễ Phật, thường xuyên tụng kinh, thường xuyên thọ bát quan trai, thường xuyên vô đạo tràng niệm Phật, nhưng chúng ta không tiêu hóa được thì coi chừng tu chỉ là hình thức. Ngược lại, chúng ta sẽ bị khổ trong cuộc đời. Cho nên đó là cái mà chúng ta đã và đang vấp phải trong cái tình huống này. Dĩ nhiên có một vài người thiểu số vẫn có được cái sự an lạc thật sự. Nhưng ý tôi nói là đại đa số chúng ta chưa thật sự biến mình thành hoa sen, chưa thật sự thực hiện cái hạnh nguyện độ tha. Cho nên chúng ta chưa biết cách ứng dụng cái chất tu chúng ta vào trong cuộc đời. Mà hầu hết chúng ta biết ứng dụng chất tu chúng ta ở trong chùa thôi à. Chưa đủ. Chưa đủ. Cho nên các vị thấy không, tu trong chùa rất dễ, nhưng ra đời tu nó khó dữ lắm. Đúng không? Khó lắm chứ. Bây giờ cái tâm mình muốn an lạc, nhưng mình về nhà mình thấy ông xã mình tối ngày, sáng trưa chiều tối, sáng xỉn chiều say, tối lai rai vài chung rượu không à? Nói hoài không nghe thì chúng ta bực chứ. Không? Bực thì cái chất tu chúng ta đâu còn đâu. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Tu trong gia đình khó, tu trong xã hội còn khó hơn. Tu trong chùa dễ, bởi vì môi trường nó thuận cảnh. Cho nên đó,
tâm đạo chúng ta yếu, chúng ta cần đi chùa nhiều, cần tu nhiều. Trên có sự gia bị của chư Phật, dưới có các thầy, các sư cô hướng dẫn và các bạn đồng đạo chúng ta cùng tu. Thì trong thời gian này chúng ta tu có nghĩa là chúng ta tiếp, coi như chúng ta ăn, gọi là pháp thực á, có nghĩa là chúng ta tiếp nhận cái nguồn dinh dưỡng giáo pháp của Phật vào trong người, giống như chúng ta ăn uống vậy đó. Như thế thì chúng ta ăn là chúng ta phải làm sao cho nó tiêu thì nó mới phát triển được cái sức khỏe của chúng ta. Bây giờ chúng ta tu học mà chúng ta không biết ứng dụng vào trong cuộc đời, giống như chúng ta không tiêu hóa được. Cho nên chúng ta tu hoài phúc đức không có. Điều này là chúng ta phải lưu tâm để suy nghĩ lại cái cách tu của chúng ta đã hợp lý chưa, đã có công đức chưa. Điều này chúng ta phải nhớ. Nên chúng ta tu làm sao mà giá trị khi mình về, mình nói chồng mình quý mến mình, con cái nghe lời mình bằng cái trái tim của họ, chứ không phải áp đặt buộc con phải cài nghe lại, đó là khác nữa rồi. Cho nên ở đây tôi rất tiếc là không có điều kiện để cho các vị gặp được một cái cô này. Mà hình như tôi có nhớ, tôi có nói ở chùa Từ Nghiêm rồi. Bà cụ năm nay hình như là 80 mấy tuổi, mà bà cụ á, tu từ cái thời của sư tổ tôi cho tới đời sư phụ tôi cho tới đời của tôi, luôn luôn ủng hộ cho các thầy trong tổ đình Kỳ Quang, nhà ở Phú Nhuận. Cô tên là cô Tám Diệu Thông, Diệu Thái. Các vị biết, nhìn khuôn mặt rất là từ hòa, nhìn giống như là ma sơ vậy đó, hiền hòa phúc hậu. Tại sao nói là ma sơ? Bởi vì hồi xưa người đời người ta ví như ma sơ, người ta không biết sư cô. Nhưng bây giờ mình ví từ ma sơ trở thành sư cô, hiền như vậy. Nhưng mà trong suốt cái phần tu á, là chuyên tâm tu đi chùa, không bao giờ nghĩ tới những người khác, không để ý những người khác, không nói những cái gì của người khác cả. Chỉ biết một mực đến chùa lễ bái, tôn kính các thầy, lắng nghe các thầy rồi về thôi. Trong suốt bao nhiêu năm, cái chất tu của họ có. Cho nên cái kết quả là gì? 7-8 người con, cộng thêm có thêm dâu và rể, chưa bao giờ bà cụ la mắng một đứa con nào cả. Nhưng mà dâu và rể rất mực tôn kính, từ con trai tới con gái. Đó là cái điều mà Phật tử chúng ta đã làm được, bởi vì họ có tu, họ biết ứng dụng trong gia đình, tạo được mối quan hệ. Cho nên con cái đều xuất gọi là quy y hết, cũng tôn kính các thầy như thế. Đó là do chính chúng ta hướng dẫn như thế nào, cái đức của chúng ta như thế nào, để chồng con cái nghe đã là một vấn đề. Cho nên Phật tử làm được, tôi nghĩ rằng tất cả các Phật tử chúng ta cũng sẽ làm được, chứ không phải là không. Nhưng chúng ta bỏ quên cái phần độ tha, chúng ta không đặt nặng. Mà nếu giả sử mà chúng ta tu mà chúng ta không nhai được, không tiêu hóa được, thì chúng ta rất khó, bản thân chúng ta sống trong cuộc đời cũng vẫn đau khổ. Cho nên ở đây á, cái thật tu có nghĩa là gì? Không phải là chúng ta chân thành tụng niệm, lễ bái, tu trì là thật tu chưa. Thật tu đây có nghĩa là ngoài cái sự tụng kinh, bái sám, lễ Phật, ngồi thiền vân vân, chúng ta phải ứng dụng lời Phật dạy vào trong môi sườn cuộc sống của chúng ta, có được an lạc. Điều này mới gọi là chữ thật tu. Cái đó là cái sự thật. Bây giờ thử hỏi các cô bác, tôi bảo đảm với các cô bác, khi ở đây các cô bác nói chuyện rất dễ thương quá không à, rất là nhã nhặn đó. Nhưng mà lỡ mà giả sử khóa tu này buổi chiều ra rồi đó ha, mà ra bước ra khỏi cổng chùa rồi đó ha, đi ngang tiệm phở mà bà nào bà vô tình bà tạt cái nước phở vào trong người đó, các cô bác mà cười được tôi mới khen các cô bác hay. Cười được không? Khó lắm. Hoặc giả mà người ta lỡ đụng mình một cái đó, là khác rồi. Tại sao vậy? Bởi vì cái chất tu của chúng ta nó không có thấm vào trong người. Tu là phải
cái quá trình công phu tu tập, nó trải qua một cái quá trình dài tu niệm mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, và nó thấm vào trong xương tủy của chúng ta thì mới được. Như bản thân tôi thì cũng vậy, cũng chưa có điều hòa được cái tâm bình thản đâu. Đụng chuyện thì cũng nóng, mà nóng ít ít thôi, biết nóng là ngưng ngay. Đó là cái tu chúng ta phải thực tế, phải tập. Không cần phải trì kinh Đại Thừa, Lăng Nghiêm, rồi Hoa Nghiêm, rồi Duy Ma Cật, đủ thứ loại cả. Cái thực tế chúng ta phải làm rất gần gũi với chúng ta. Chỉ có học cái hạnh như hoa sen trong cuộc đời thôi, học cả đời chưa xong. Đòi học cái gì vậy? Hoa sen bao nhiêu người mến mộ, mình không tạo cho chúng ta là hoa sen. Trên áo của các vị thấy không? Các sư cô đã thêu cho các vị một cái hoa sen. Nhắc như thế mà chúng ta không làm được như thế thì sao, làm sao mà được như thế được? Cho nên á, chúng ta lễ Phật nhiều là tốt, tụng kinh bái sám nhiều là tốt, nhưng mà chúng ta phải tháo gỡ cái tâm cố chấp chúng ta ra. Làm sao để biểu hiện cái tâm khoan dung độ lượng, tâm từ, cộng thêm trí tuệ. Lời nói chúng ta phải suy nghĩ, hành động chúng ta cũng phải suy nghĩ, tư tưởng chúng ta cũng phải suy nghĩ. Làm thế nào đừng bao giờ tổn thương bản thân mình và người khác. Một cái câu nói này, một cái suy nghĩ này thì chúng ta làm gì chúng ta cũng biết cân nhắc cả. Nhưng hầu hết người đời chỉ biết lợi mình mà không biết lợi người khác. Bởi vì thương trường là chiến trường, cuộc đời luôn đấu tranh để sinh tồn. Nhưng mà chúng ta, Phật dạy chúng ta đấu tranh để sinh tồn, nhưng mà không giống như người đời đấu tranh người ta triệt hạ, người ta chết. Mà Đức Phật dạy chúng ta đấu tranh là đấu tranh cái ác để tồn tại cái thiện, tồn tại cái đạo đức. Cho nên chúng ta phải đấu tranh là như thế, chứ không phải kiểu đấu tranh như người đời. Cho nên đó, ai nói đạo Phật dạy chúng ta tu hiền như cục bột, không có. Nếu như cục bột ra đời người ta nắng uống nắng như thế thì đau khổ mà sống với ai được. Ở đời hiền cũng chết, khôn cũng chết, dữ cũng chết, biết mới là sống, phải không? Bây giờ mình không hiền, không dữ, mình tu làm sao đạt được trí tuệ? Đó là đạo Phật chúng ta cần. Người có trí tuệ làm việc gì cũng phải cẩn thận, không bao giờ tổn hại cho mình và người khác, luôn làm đều mang kết quả tốt cả. Chỉ cần như vậy thôi. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta tu là đạt được trí tuệ. Khi mình đạt được trí tuệ có nghĩa là mình thành Phật. Còn muốn ở đâu thành Phật, rồi muốn ở đâu thì ở chứ. Mà cái chứng gì mà cứ hướng về Tây Phương, không ở đó làm gì trên đó nhiều. Chỗ nào cũng là chỗ Tây Phương á. Các vị phải nhớ một điều đó. Khi tâm chúng ta thanh tịnh, bất cứ nơi nào chúng ta bước chân đến đều là cõi Phật hết. Cho nên đâu cần phải xa nhà, xa vợ, xa con đâu. Ở trong gia đình, sống với vợ, với con vẫn hạnh phúc. Điều này có nghĩa là sống trong thế giới chư Phật chứ còn gì. Sống trong một cái thế giới mà luôn hạnh phúc, an lạc. Như thế không phải à? Hạnh phúc đây là hạnh phúc của đạo Phật của chúng ta đó. Chứ phải hạnh phúc ấp ủ như người đời, hai cái khác nhau. Cho nên ở đây á, mình sống trong cuộc đời, mình phải biết mình đang đứng ở đâu, và mình phải biết được cái nơi mình đứng nó phải làm sao nó được thanh tịnh, nó được có lợi ích thiết thực. Điều này là điều các vị cần phải suy nghĩ. Sống cứ hướng tùm lum mệt lắm, hướng nhiều khổ nhiều, hướng mà hướng một đường thôi. Cho nên các vị sẽ thấy rằng á, cảnh Tây Phương Cực Lạc ai cũng hướng về, đó là một điều đúng. Nhưng mà cái Tây Phương Cực Lạc so với các vị phải nghĩ là nó nằm ở đâu? Nằm chính trên mặt đất này, ngay tại thế giới Ta Bà này. Làm sao chúng ta tạo được cái thế giới chư Phật trong thế giới Ta Bà? Điều này là cái điều mà đạo Phật đang hướng dẫn chúng ta. Cho nên ý nghĩa chư Phật ngồi trên hoa sen là như vậy đó. Các vị thấy có chư Phật nào như Bức Phật Thích Ca chúng ta là gần nhất? Ngài đắc quả thành Phật, Ngài có lên trên cung trời ở luôn không các vị? Không bao giờ. Ngài có trở về thế giới chư Phật ở đâu? Ngài vẫn sống như chúng ta.
vẫn ăn mặc ở ngủ nghỉ, sáng là đi thuyết pháp, chiều tối về tĩnh tọa vân vân, thuyết cho đại chúng vân vân, cũng như bình thường nhé. Nhưng mà mỗi hành động cử chỉ của Ngài đặc trưng cho cái sự giải thoát với tâm thanh tịnh để làm. Cho nên Ngài sống trong cõi Ta Bà, nhưng Ngài không giống như chúng sanh. Ngài là Phật, bởi vì Ngài sống hành động, sống và hành động dưới sự dẫn dắt của trí tuệ và tâm thanh tịnh. Cho nên Ngài tự biến thế giới Ta Bà này thành thế giới của Tây Phương Cực Lạc, thế giới của chư Phật. Tại sao chúng ta không nhìn rõ như thế để chúng ta phát nguyện trở về thế giới chư Phật? Cho nên hoa sen mọc trong bùn, các vị phải nhớ một điều đó. Cho nên chúng ta tu giải thoát, phải tự giải thoát trong cái thế giới Ta Bà này, và thành Phật cũng Ta Bà này, và sống trong vai trò của một vị Phật cũng ở tại Ta Bà này. Khỏi gì đâu hết. Mình tròn trách nhiệm là người con đối với gia đình, tổ tông ông bà, đúng không? Mình còn có dịp chăm sóc mồ mả tổ tiên nữa, có dịp chăm sóc chồng con họ hàng nữa. Nhưng mà những cái hành động chúng ta làm là mang tính chất giải thoát, chứ không mang cái tính chất là luyến ái như người đời. Cho nên chúng ta vẫn giải thoát như thường. Cầm tiền không bị ô nhiễm bởi tiền, đó là giải thoát, đồng tiền còn gì nữa. Ai nói thầy Quang Thạnh không giữ tiền? Không giữ sao có tiền đủ sẵn, đúng không? Phải giữ chứ. Nhưng mà có bị đắm nhiễm đồng tiền hay không, đó mới gọi hơn nhau chỗ đó thôi. Nếu mình không bị đồng tiền chi phối, mình sử dụng nó mà không bị nó chi phối, có nghĩa là mình giải thoát nó, là chinh phục nó, gọi là giải thoát. Làm chủ được nó gọi là giải thoát. Bây giờ các đàn ông cũng vậy, hút thuốc là một cái điều bất lợi cho sức khỏe chúng ta. Nếu mà chúng ta tu rồi chúng ta thấy hút thuốc là một cái điều bất lợi, chúng ta phải sửa ngay. Thấy sai mà không sửa thì như thế gọi là tu đâu được. Sửa là sửa dần dần. Ai bắt các vị cắt cái rụp cái là không hút thuốc đâu, phải không? Giảm dần cho tới khi chúng ta chỉ hút khi mà chúng ta cần thiết thôi. Khi giao tế ngoại giao hút gọi là, nhưng mà phải nghĩ tới sức khỏe và không bị ảnh hưởng bởi thuốc. Như vậy người đó hút thuốc mà được giải thoát khỏi điếu thuốc là như thế. Cho nên trong cuộc đời này của chúng ta, sống trong cuộc đời, chúng ta phải hòa nhập trong cuộc đời, chứ không có thể tách ly cuộc đời để chúng ta sống được. Bởi vì chúng ta là người đời, là Phật tử. Ngay cả chúng tôi cũng là một người tu sĩ, nhưng có rời cuộc đời đâu. Vẫn ra chợ đi mua đồ mà, phải không ạ? Chứ đâu có bay bổng trên cuộc đời đâu. Vẫn tiếp xúc với các vị, vẫn ăn cơm giống như các vị, bằng đũa, bằng muỗng, bằng chén chứ. Có bao giờ mà khác thường đâu. Nhưng tại sao chúng tôi lại có được cái sự an lạc hơn, một chút chút hơn các vị? Là các vị không được, cho nên chúng ta phải học được. Ai cũng làm được cả, chỉ cần chúng ta tinh tấn thôi. Cho nên trách nhiệm của chúng ta là gì? Đi vào trong cuộc đời, hòa nhập trong cuộc đời, nhưng không bị đời hòa tan. Đó là trách nhiệm cái thứ hai mà các vị cần phải làm, mà các vị chưa làm được, cần phải nên làm ngay. Có như thế thì chúng ta mới tự động chồng, vợ, con, người thân, bạn bè chúng ta theo chúng ta đi chùa. Và nếu chúng ta tu sao không biết, mà con mình ên mình đi lẻ loi côi cút trong buổi hoàng hôn tắt nắng á, thì thế cũng chưa đủ. Mình không lôi kéo người thân của chúng ta đi chùa nha, nhưng mà chúng ta làm sao để họ tự ý thức theo mình đi chùa. Đó là trách nhiệm của Đạo Phật. Chứ Đạo Phật không dụ ai cả. Mà muốn được như thế thì mình phải có cái đức, mình phải tỏ ra cái sức lực của chúng ta, cái từ trường chúng ta tỏ ra giống như cục 500 vậy đó. Đi đến đâu kim loại tự động hút hết rồi. Đó là cái điều mà các hòa thượng đã làm rồi, chúng ta cần phải làm. Không cần mở lời nói, người ta thấy khuôn mặt mình, người ta thấy tướng đi của mình, người ta thấy phong cách của mình là người ta quý mình rồi. Đó là cái người biết tu rồi. Các vị thấy Ngài Huệ Năng không? Đâu biết chữ, đâu có học nhiều, nhưng học một cái là giác ngộ ngay. Bởi vì Ngài có tinh thần cầu học, cầu tiến, quyết tâm. Còn của chúng ta là cầu học Phật Pháp bằng cái cảm xúc. Lúc trồi, lúc sụt, lúc nắng, lúc mưa, lúc mây đen, lúc mây trắng, lúc mây xanh, thay đổi thất thường,
Cho nên rằng cái sự tu chúng ta nó chưa được liên tục, phải bồi mỗi ngày, thì chúng ta mới thấy tự nhiên một ngày nào đó cái lực của chúng ta nó tỏa ra. Nó tỏa ra bằng cách là cái cách nói chuyện của chúng ta, cái cách đi của chúng ta, khuôn mặt sắc thái của chúng ta nó thay đổi hoàn toàn. Nó thay đổi theo cái chiều hướng mà động nhưng mà ở bên trong nó tĩnh. Nó sự thật là như vậy. Cho nên ví dụ các vị thấy như hòa thượng Tự Trí Hà Quảng, thấy như vậy mà đầu óc của các cụ rất linh hoạt, là một người là hoạt động chứ không phải là ngồi im đâu. Cho nên cụ thường nói với tôi á, thầy là cái tiếp người sanh ra là để làm việc, không làm việc thì thiếu trách nhiệm. Cho lúc nào cũng làm việc, lúc nào cũng hoạt động, nhưng mà cái hoạt động của cụ nằm trong cái khuôn khổ của cái sự thanh tịnh và cái trang nghiêm. Cho nên chúng ta không biểu hiện, chúng ta không thấy được các hòa thượng biểu hiện cái năng động của các hòa thượng ở bên trong, được ấp ủ bởi cái đức ở bên ngoài. Cho nên chúng ta phải học được rất nhiều từ các hòa thượng. Thì quý hoa sen đó cũng vậy. Các vị làm sao, mỗi con người chúng ta là một hoa sen. Cái hình thức đẹp này là cái trang nghiêm về tứ quay nghi của chúng ta, gọi là cái hình thức quan trọng chúng ta cần phải đạt được. Đi đứng nằm ngồi phải trang nghiêm, mặc áo tràng cũng trang nghiêm. Áo tràng là áo pháp phục của chúng ta, chúng ta phải biết tôn trọng, đúng không ạ? Các vị biết đi, nếu người mà biết tôn trọng á, thì chúng ta lúc nào cũng để ý á. Khi mặc áo tràng phải có tướng, cái tướng này là tướng trang nghiêm của người đệ tử Phật. Mặc áo là lúc nào cũng để ý hai cái cổ áo, phải không? Nó có bị quặp lên hay không, là lúc nào cũng phải sửa cổ áo. Đi đứng nằm ngồi, khi mà lễ bái đứng lên chúng ta cũng phải, là khi ngồi ăn quả đường chúng ta phải vén áo, vân vân. Thì những cái đó là những cái chúng ta hành trụ tọa ngọa trong chánh niệm. Như vậy là chúng ta đang bồi cái đức ở bên trong của chúng ta, cái sự thanh tịnh bên trong nó sẽ tăng trưởng dần dần. Một cái đó rất đơn giản. Người ta không thể nào chỉ nghe các vị nói con trì kinh pháp qua 30 năm, con ăn chay trường, con lúc nào cũng lạy một ngày 500 lạy, vân vân. Các thầy chỉ nghe thôi, nhưng các thầy chưa bao giờ có một cái sự mà hoan hỷ nếu như đó chỉ là hình thức. Nhưng mà một người không cần quá nhiều như thế, nhưng họ có chức tu như nãy tôi nói. Như vậy thì khi lễ các hòa thượng vẫn cảm nhận được. Bởi vì từ tâm nó ra nó khác nhau nhiều. Đó là lý do tại sao mà khi Đức Phật đưa cành hoa sen, Đức Ca Diếp mỉm cười lạy ba lạy rồi bỏ đi. Dĩ tâm truyền tâm, thầy trò truyền cái tâm của nhau, từ cái tâm thanh tịnh qua cái tâm thanh tịnh. Cho nên chúng ta tu làm sao, chúng ta phải tiếp nguồn nhiên liệu tâm của chúng ta với tâm của Phật thông nhau. Mà khi chúng ta thông với tâm của Đức Phật thì chúng ta sẽ cảm nhận được những cái điều huyền bí trong lời dạy của Đức Phật trên con đường tu hành của chúng ta. Có hết chứ, chỉ cần vậy thôi. Chứ mình tu mình không cần ai cứu mình đâu, tự mình phải cứu mình. Đức Phật là một cái vị đạo sư, có nghĩa là Ngài dẫn đường chỉ lối, chứ Ngài không phải là một cái người giúp đỡ ban ân cho chúng ta mà chúng ta tự đặt ra cho Ngài đâu. Tôi gọi là đạo sư là như vậy. Cho nên Ngài hướng dẫn rồi đó, các con muốn giải thoát khổ thì các con phải nghe những gì thầy đã từng tu, phải theo đó mà tu thì sẽ giải thoát khổ. Rõ ràng chứ. Bây giờ đệ tử Phật mà không theo lời dạy của Đức Phật để tu theo những gì Đức Phật đã tu, mà tu toàn là theo bạn đồng đạo không à. Ai nói chỉ đâu tu là cứ nhào vô tu, cứ không biết gì cả. Tu hoài chỗ này tu, chỗ kia tu, không biết thành cái gì, không biết nữa. Đó là sự thật. Chúng ta đâu có cần phải đi hết chùa này chùa kia đâu. Nếu những người chuyên tu niệm Phật cứ hàng tuần nửa tháng về tổ đình Quan Nghiêm cứ thế mà tu thôi, chuyên niệm Phật, chuyên hướng dẫn những cái pháp môn mà chúng ta đang tu tịnh độ, một hướng một thôi nhá, thì chúng ta sẽ phát triển thôi. Nhưng mà Phật tử chúng ta có ở thường ở tổ đình từ nghiêm không? Không.
Hôm nay thầy này giảng ở đây chạy tới coi, hôm nay thầy kia chạy tới chỗ khác, chạy hoài, chạy vòng vòng. Giống như cái cây đang trồng, mới vừa trồng 2 ngày, nhổ lên trồng chỗ khác. Như vậy làm sao cây phát triển được? Bồ đề tâm chúng ta không phát triển được. Sự thật là như vậy. Cho nên tôi rất tán thán một số Phật tử ở đây nè. Tôi thấy, tôi nhớ mặt tôi không biết tên thôi, luôn luôn gắn bó với tổ đình Từ Nghiêm. Ở đâu Âu đó, cây mà muốn phát triển được, cây nó phải ở yên chỗ, phải chịu hút phân, hút nước, nó mới phát triển được chứ. Thì bây giờ tôi nói cho các vị nghe, các vị tu tịnh độ, các vị cứ thế niệm Phật, cứ thế tụng kinh, cứ thế làm những cái việc phương pháp tu của những người tu niệm Phật là đủ rồi. Lúc thì trì chú, lúc thì ngồi thiền, lúc thì niệm Phật. Không biết các vị tu kiểu gì tôi không biết. Sự thật, chúng ta đều có căn duyên hết á. Cái chủng tử của chúng ta hợp về tịnh độ thì chúng ta cứ thế chuyên tịnh độ. Nếu ai có tư tưởng tu về thiền thì cứ thế mà tu theo thiền, không bắt buộc. Còn ai có chủng tử trì chú thì cứ thế mà trì chú. Nhưng mà đừng dựa trên cái cảm xúc thích mà chúng ta tu là nó loạn. Hãy thích thì có lúc nó sẽ không thích. Cho nên phải tự dựa vào căn cơ của chúng ta, hợp cái gì chúng ta theo cái đó. Ngay cả thờ Phật cũng vậy. Chúng ta hợp Đức Phật nào, chúng ta tôn vinh Đức Phật đó, chúng ta thờ. Thờ để học cái hạnh của người vị đó, để chúng ta thành vị đó. Nghĩa thờ Phật đó là như vậy. Nhưng tôi thấy là một số Phật tử chúng ta bây giờ chạy tu theo xu hướng á, coi chừng. Tu nhiều nhưng mà không áp dụng được trong cuộc đời nhiều. Đi đến đâu để cho người ta phiền toái, đó là mình phá hoại Phật Pháp, không tốt. Chúng ta phải nhớ một điều, hoa sen thật sự đã là hoa sen, đi đến đâu già trẻ bé lớn đều trân quý cả, đó là sự thật. Cho nên đi trong cuộc đời, chúng ta sống bằng cái hương vị của hoa sen, hành xử như hoa sen, hình thái cũng như hoa sen về mọi hành động. Như vậy thì ai mà không quý chúng ta. Đức trọng thì quỷ thần khinh. Một con người có đức ra đời không bao giờ bị đau khổ, không bao giờ bị khó khăn. Bởi vì có khó khăn chăng nữa, trao đảo chăng nữa, cũng có người khác giúp chúng ta thoát qua, nó chuyện bình thường. Còn ở đây chúng ta không có chịu chuyên tu, khi mà số xui tới là cứ tới chùa ùng ùng, nhưng mà khi làm ăn khấm khá là quên luôn đi chùa. Xui thì mới đi chùa không? Chúng ta đi chùa có ý không? Chứ không phải là vô tư. Nếu mà đi chùa vì giải thoát là nó khác rồi nha, đúng không? Nếu một người đi chùa vì giải thoát á, thì tới chùa gặp những cái chướng duyên không bao giờ mà buồn phiền. Đang học hạnh giải thoát mà, vô đây mà ai nói xỉa, nói soi, nói kệ họ loại ra, đó là mới là người đi chùa. Tức như chùa muốn giải thoát là phải như vậy. Còn chúng ta đi chùa, chúng ta nhìn bà này, chúng ta nhìn bà kia, chúng ta thấy cái điểm xấu là chúng ta nói không à, người ta giải thoát được. Đi chùa không ghéo đi càng nhiều càng khổ, càng mang quả. Bởi vì chúng ta không xác định đi chùa để giải thoát, mà chúng ta ngược lại đi chùa để xăm soi. Xăm soi càng nhiều thì chúng ta bị tổn thương càng nhiều, có thế thôi. Cho nên hạnh giải thoát là hoa sen đó. Mỗi người Phật tử chúng ta đã thêu cái áo hoa sen á, biểu tượng hoa sen trên áo là ni trưởng và các sư cô tổ đình Từ Nghiêm. Cái này ở Từ Nghiêm phải không? Hay là ở đâu? Từ Nghiêm phải không? Nhắc nhở chúng ta hãy sống như hoa sen. Cho nên nãy tôi thấy các chú mặc cái áo mà có hoa sen, tôi liên tưởng tới cái chủ đề hoa sen trong cuộc đời. Liên tưởng ghê không? Một cách đơn giản, tôi không cần tụng kinh quá cao siêu. Một cách rất đơn giản, cứ ngồi tư duy về hoa sen. Chúng ta sẽ thấy những đặc thù của hoa sen. Triết lý của Đạo Phật cũng nằm trong hoa sen. Qua một cái hình thái gì, chúng ta tu như thế nào mà cái đức chúng ta tỏa ra như hương sen, đó là cái điều chúng ta đã thành công. Mà khi bên trong chúng ta có được cái hương sen, bên ngoài nó sẽ tỏa sắc tướng, đó là sự thật. Tôi có cái hình năm tôi 12 tuổi. Tôi nhìn hình tôi nó đen đúa mà nó ốm, xấu dữ lắm. 30 mấy năm bây giờ tôi nhìn lại tôi thấy à, coi bộ được ạ.
Tu nó phát tướng chứ, đúng không ạ? Cho nên các vị phải tin tưởng rằng nếu chúng ta tu thật sự thì tâm của chúng ta an lạc tự tại, nó tỏ ra sắc tướng. Còn nếu chúng ta tâm chúng ta là hiềm giận nè, hận thù nè, nóng nảy nè, bực tức nè, chất chứa nè, nó hiện ra hết khuôn mặt chúng ta, đặc biệt là ánh mắt của chúng ta. Người nào mà dữ quá là ánh mắt nó xuất hiện ngay. Người nào mà nhiều chuyện quá là nó xuất hiện cái miệng. Người nào mà hay lắng nghe người khác là xuất hiện lỗ tai, vân vân và vân vân. Tuy hay nghe ngóng lỗ tai nó khác hẳn. Cho nên ở đây đó, chúng ta chỉ nhớ một điều: học cái hạnh hoa sen tuy đơn giản nhưng không giản đơn, học suốt cuộc đời cũng chưa hết được đâu. Mà đạo Phật của chúng ta lấy hoa sen làm tiêu điểm đó, là biểu tượng cái tinh thần của đạo Phật, là nhập thế để mà hóa độ chúng sanh. Cho nên chư Phật phải ngồi trên hoa sen, có nghĩa là vượt qua cái bản chất của hoa sen luôn nữa. Tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Ở đây chúng ta mới có tự giác à, chưa có giác tha. Có nghĩa là khuyên các vị phải giác tha, có nghĩa là những gì bao nhiêu năm chúng ta tu tập, làm ơn, làm phúc, làm đức, làm giàu, ứng dụng bây giờ, mang ra cuộc đời ngay, sử dụng ngay, làm sao để cho mọi người thấy được người đệ tử Phật thật tu sẽ có kết quả như thế nào trong cuộc đời, để cho họ thấy rõ được. Họ thấy từ trong gia đình của chúng ta xử lý gia đình như thế nào, hạnh phúc ra sao. Họ thấy được cái ứng xử chúng ta đối với hàng xóm ra sao. Như thế là đã đủ rồi. Trách nhiệm chúng ta là như thế, để mà người ta thấy người ta sẽ theo mình đi chùa ngay. Nếu khi người ta thấy được mình sống tốt, lời nói của mình góp ý người ta sẽ lắng nghe ngay. Rồi nếu như không á, người ta nói mình câu mình cãi lại ba câu, thì mình góp ý người ta chân thành cỡ nào cũng không lọt vào tai người ta. Bởi vì bà cũng rứa, tôi cũng rứa, cả hai chúng ta đều rứa cả, làm sao mà nói ai nghe được. Cho nên chúng ta phải hơn người khác một cái gì đó, người ta mới nghe. Cho nên các vị thấy mình là người tu, đa số Phật tử chúng ta sống trong cái không cùm xiềng xích quen rồi. Tu khép mình khép kín quá, bây giờ mở ra đi. Mở ra để cho không khí nó vô, nó thoáng, không thôi ngợp chết hết. Mở ra là gì? Tôi nói có những cái chuyện sự lý ở đời nó ảnh hưởng cái tu của chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta phải uyển chuyển á. Nếu chúng ta tu mà không có tính chất uyển chuyển á, thì chúng ta không có tu được như hạnh hoa sen. Mà chúng ta tu mà không uyển chuyển, có nghĩa là chúng ta tiêu cực. Mà khi tiêu cực thì chúng ta sẽ không đóng góp được cho xã hội được cái gì cả. Cho nên các vị biết là một vị Bồ Tát á, thọ giới Bồ Tát là phải phát nguyện độ sanh, là phải phát nguyện mình là viên gạch lót đường cho thiên hạ đi. Người tu chúng tôi cũng vậy. Khi mà lên tỳ kheo á, thọ giới tỳ kheo là phải buộc thọ giới Bồ Tát. Hầu hết 99% đều phải thọ giới Bồ Tát. Để làm gì? Để ra đời phải cứu giúp chúng sanh. Thọ giới Bồ Tát để mà phá tướng. Ví dụ như gặp cái cô nào mà đang đi á, đang mù mù mà đang rờ, mình phải nắm tay người ta chứ, mới đi chứ không lý người ta mù mà không nắm tay, nắm gì vậy? Hay nên nắm tóc à, đúng không? Cho nên chính vì vậy các thầy nắm như thế, nắm tay kéo qua không phạm, bởi vì nhờ thọ giới Bồ Tát. Thì chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta tu là chúng ta phải thể hiện cái hạnh Bồ Tát, mặc dù chúng ta không thọ giới Bồ Tát. Chúng ta thể hiện cái hạnh Bồ Tát vì cứu giúp chúng sanh, nhưng đừng tổn hại mình. Bởi vì Đức Phật khác, mình khác, mình cần phải có cái thân này để tu, đúng không ạ? Cho nên rằng Đức Phật là cái kiếp cuối cùng để thực hành Bồ Tát thành Phật, cho nên Ngài hy sinh cả bản thân cho con cọp đói ăn, vân vân. Nhưng mình thì đừng, chớ đừng, bởi vì mình đang thực hành thôi. Còn nhiều kiếp chúng ta còn tu thực hành Bồ Tát, cần cái thân này để mà tu niệm ở mức độ khả năng của chính chúng ta. Làm thế nào phải nhập thế không đơn giản được đâu các vị. Chúng ta phải uyển chuyển thì mới được. Cho nên các vị thấy rằng các nhà sư thời Lý Trần, nếu các nhà sư mà tiêu cực như chúng ta đó,
cố chấp như chúng ta thì không có giúp đỡ đất nước và không có được thắng lợi được, đúng không? Cho nên chính nhà sư phải cởi áo ra khoác chiến bào, có nghĩa là sao? Rời bỏ cái vai trò tu sĩ, nhận lấy cái vấn đề cố vấn cho vua, cố vấn cho triều chính, làm sứ giả để mà chinh phục được cái tư tưởng của quân Nguyên thời bấy giờ. Nên chính nhà sư mà còn chỉ hướng dẫn cho vua, góp ý cái đánh giặc mà, chỉ cho vua cái cách để mà diệt giặc, không lý là sát sanh. Bởi vì đất nước lâm nguy là phải ra chứ, ra trận chứ. Nhưng khi thanh bình rồi, các nhà sư không màng danh hoa phú quý, trở về với mảnh áo nâu sòng tu niệm. Đó là cái tinh thần nhập thế mà tất cả chúng ta đều phải làm. Cho nên các vị không có lý do gì mà đóng cửa, không có lý do gì mà chấp thủ, bảo thủ cả. Mà bây giờ chúng ta đã đủ nhựa sống rồi, cái nền cứng rồi, bây giờ phải thiên biến dạng quá, xây nhà như thế nào nó phù hợp với mọi hoàn cảnh, đó là trách nhiệm của chúng ta. Hãy nên nhập thế bằng giáo lý của Phật để độ sanh, mang lại lợi cho đời và cho mọi người, trong đó có mình. Còn các vị không làm được thì các vị đừng bao giờ mang cái chữ giải thoát cho bản thân. Không bao giờ giải thoát được. Hạnh giải thoát không phải là một mình giải thoát, tách ly ra mới là giải thoát đâu. Mà hạnh giải thoát có nghĩa là đồng hành nhưng không bị hòa tan. Sự giải thoát của đạo Phật tích cực như thế. Cho nên chúng ta đừng bao giờ bị tiêu cực. Cho nên quay trở lại vấn đề, nếu như tôi có dạy về năm giới luật, đúng không ạ? Giới không nói dối rồi vân vân đấy, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu đó, năm giới này chúng ta thuần, chúng ta nên thiên biến dạng hóa trong cuộc đời. Nhưng mà đừng quên bản chân chấp của mình. Nếu coi đó là phương tiện thì chúng ta sẽ không chấp. Mà hãy phương tiện rồi, đừng trở thành thói quen. Như vậy mới gọi là giải thoát. Bây giờ có nhiều người, tôi thấy thọ giới Bồ Tát, Bồ Tát lại phải thiên biến dạng hóa. Bồ Tát đã thọ giới Bồ Tát còn cố chấp hơn thì sao gọi là Bồ Tát được? Mình nghĩ lại đi. Mình thọ giới Bồ Tát có nghĩa cái tu mình phải có. Thọ giới Bồ Tát có nghĩa là mình bây giờ mình dấn thân hành đạo đây, làm viên thường đấy, đó mới là Bồ Tát. Thọ giới Bồ Tát phải như vậy. Cho nên tu kỹ quá đi. Thọ giới Bồ Tát là phải ăn chay, phải không ạ? Rồi bây giờ rồi bắt đầu là ngày đó là thọ bát quan trai, chiều là có ăn không? Không, một số chùa vẫn ăn đó. Tại sao? Bởi vì các cụ già người ta cắt 2/3 bao tử rồi, mau đói. Mà chúng ta gắt cụ kiệu gì có ai mà tu được. Cho nên một số chùa cũng phương tiện hóa để làm sao giữ sức để cho các vị tu qua đêm được. Uyển chuyển chứ. Nhưng quan trọng nhất là hổ thẹn lương tâm, ăn vì cái chữa bệnh đói chứ phải ham hố để ăn. Như thế do cái suy nghĩ của mình cho nên chúng ta không phạm. Các thầy Bắc Tông cũng vậy. Như chúng tôi ngày 3 bữa nè. Nhưng bây giờ các nhà sư Nam Tông mà khi đi du học cùng tôi cũng vậy. Nên bây giờ đâu có giữ được cái đó, phải uyển chuyển thì mới hòa hợp trong cái môi trường hoàn cảnh chứ. Nhưng mình không bị hòa tan, đó là cái chúng ta cần phải làm. Tôi nói như vậy thôi, so với những người không đủ sức. Rồi nếu chúng ta đủ sức mà chúng ta quen được, chúng ta không ăn chiều cũng là một điều quá tốt cho chúng ta. Nhưng mà đạo Phật luôn uyển chuyển các vị phải nhớ. Cho nên chúng ta mà không ăn chiều, đừng bao giờ xem người ăn chiều thọ bát là điều sai. Không nên. Phải không ạ? Mình đâu có hiểu được cái tư tưởng họ ăn trong tư tưởng nào đâu mà chúng ta nói sai. Chúng ta mới nhìn hình thức mà chúng ta nói sai là mình phải coi lại. Cho nên khoan dung độ lượng giải thoát tất cả, miễn sao thấy được cái cứu cánh của người này tu rất là chân thành, tâm tánh hiền hòa, chân tu là tốt rồi. Sự thật nó là như vậy. Từ chúng ta đặt nặng quá cho nên chúng ta bị kiến chấp. Mà khi kiến chấp rồi chúng ta không giải thoát được cái tư tưởng chúng ta đâu. Nói như thế không phải là ai cũng đồng phạm, không phải. Mình phải có sự khoan dung và thông cảm. Anh như thế đấy. Nhưng mà cái thứ hai nữa, thọ bát quan trai là phải chuyên tu. Bây giờ tu mà người ta cần thiết thì các anh phải có mặt chứ, đúng không ạ? Thì Bồ Tát mà.
Bây giờ buổi chiều hôm đó con người ta đám cưới mà bạn thân nhất của mình thì làm sao? Các vị có đi không? Hả, đi không? Đang thọ giới Bồ Tát á, à, là đang thọ bát quan trai đó. Bắt viết à, gì thất viết bất ca vũ sướng kỵ bất vạn quán thính. Giới thứ bảy là không à, sao không à, xem trò ca múa hát sướng và cố đi xem nghe, phải không? Bây giờ cái giới đó mà chúng ta bây giờ chúng ta đang giữ. Bây giờ bạn thân nhất của mình á, mong mỏi mình tới để chứng minh cho cái buổi lễ đám cưới người tiệc người ta. Thế thế thì các vị như thế nào đấy? Các vị đi không? Đi không? Đi xong mà nhỏ, con mẹ chưa tự tin lắm. Chưa tự tin. Cho nên ở đây tôi nói các vị nghe, các vị phải uyển chuyển. Nếu như cái sự quan hệ của chúng ta đối với người đó quá thân thiết đi, chúng ta nên đi. Nên đi có mặt để chúng ta hòa mình nhưng không bị hòa tan. Tới đó khi người ta làm lễ nghi thức xong, mình chúc tụng xong mình về, mình không có ở từ sáng tới chiều tối ở trên đó để mà ăn chơi phè phở. Như thế thì chúng ta đâu vi phạm. Vì chúng sanh cần chúng ta xuất hiện để làm cho họ vui, giữ được cái sự thăng bằng trong quan hệ giao tế là một điều tốt. Chứ không phải chúng ta ăn chơi nhảy đầm nhảy đót gì đâu. Điều này không phạm. Ngay cả chúng tôi cũng luôn động viên các thầy, nếu là người Phật tử mời chúng ta dự tiệc cưới, chúng ta nên đi. Nếu như người đó là gia đình Phật tử. Tại sao bên Thiên Chúa người ta đám ma có, đám cưới các cha cũng xuất hiện. Mà người tu chúng ta là đâu phải cứu khổ hay không? Có ban vui nữa mà. Có ban vui tại sao chúng ta không làm? Chúng ta cố chấp. Cho nên đạo Phật chúng ta không có một cái đi vào xã hội một cách gần gũi như thiên hạ được. Cho nên chúng ta phải đẩy vào. Thoáng mà không có xa rời cái phóng túng. Thưa phương tiện thiện xảo của chúng ta. Cho nên đám cưới người ta, đời người mới có một lần. Mình muốn giữ giao tế mà mình cứ chấp chặt vào như thế. Một người chúng sanh đang cần sự giúp đỡ chúng ta mà chúng ta không có, mà chúng ta ở tôn nghiêm ở tại chùa giữ luật giữ nghi như thế. Như thế chúng ta tu chỉ cho chúng ta chứ không phải tu lợi tha. Như thế thì làm sao đủ tư cách là đệ tử Phật nữa? Tự lợi lợi tha là đôi chân của người đệ tử Phật đi vào trong cuộc sống tâm linh. Cho nên chúng ta phải uyển chuyển. Quan trọng cái đầu chúng ta suy nghĩ gì, đó là vấn đề. Ở đâu mà không có Phật? Cõi ta bà này có Phật không? Có chứ. Cái sự thanh tịnh, cái sự sáng suốt là Phật. Khi nào tâm chúng ta thanh tịnh, khi nào chúng ta sáng suốt, khi đó chúng ta là Phật. Một giây thôi cũng là Phật. Tôi nói thật với các vị nhé, tôi vừa rồi cũng vậy. Chúng tôi đi hội nghị, tôi rất dễ bị, dễ bị ăn nhầm món đấy. Ăn là thấy là A-di-đà Phật nhả ra, bắt đầu bỏ. Hội nghị là người ta đủ thứ hết trơn. Mình phải lựa, mình coi cái nào ăn chay mình mới ăn được chứ. Bị lầm. Để có một lần tôi ra Hà Nội cùng với các hòa thượng của chúng ta. Ngoài Bắc thì người ta đâu có thường ăn chay như mình hầu hết á. Buổi sáng hôm đó thì các cụ bắt đầu ngồi, người ta mang hủ tiếu ra ăn. Tôi với mấy người bạn ngồi, các hòa thượng ngồi kêu các hòa thượng chưa ăn. Mang tụi tôi, tụi hòa thượng đi sau mà. Các hòa thượng lãnh đạo. Tôi ăn cái cục viên viên mà trắng trắng, các vị biết không? Ở đây mình có cái loại chất chay mà trắng trắng, bò viên phải không? Cái gì dai dai trắng trắng đó, đó. Tôi ăn vô tôi nói, ủa sao cái này nó ngọt, nó khác với trong Nam mình ta? Nó ngọt, nó ngon. Mình đâu có nghĩ là mặn đâu. Cái mình nói, thầy ơi, thầy ăn thử coi, như tôi thấy cái này nó ngọt, nó khác với trong Nam mình đó. Hay là mặn ta? Nói như vậy. Bắt đầu hai vị cũng đang ấy, bắt đầu phải hỏi một cái sư cô. À, sư cô ơi, cho hỏi cái viên này là cái gì vậy? Dạ vâng, thịt nợn đó. Thịt nợn đó. Thịt lợn đó. Trời ơi, hú hồn, hú vía nhả ra ngay. Thịt lợn là thịt heo đó. Mà sư cô nói là thịt nợn đó, thưa sư ông, thịt nợn đó. Nó là vội vàng phải chạy ra báo các hòa thượng. Nói nhỏ hòa thượng ơi, cái này là mặn, hòa thượng đừng ăn. Nên tôi phải quay qua ăn xôi chứ sao. Thì lúc đó chúng ta chỉ xúc miệng thôi mà khéo léo một chút, đúng không?
chứ mà thấy gì mới ẻ ra nhằn nhó người ta không được. Bởi cái vùng của người ta, người tu thường ăn mặn, mình tới mình làm như thế người ta khó chịu. Cho nên mình phải vén khéo như thế nào, đó là cái mà chúng tôi cũng đã bị mà. Nên là Bồ Tát họ phải vậy đó. Xúc miệng thôi chứ đừng có nghĩ là tội, mình cố tình đâu mà tội. Các vị hiểu không? Cho nên hạnh hoa sen á, các vị muốn học được, quan trọng nhất là tâm chúng ta có cởi mở hay không, có mở rộng, có khoan dung, có thông cảm hay không, chúng ta mới học được cái hạnh hoa sen. Mà những người có được cái chủng tử này mới thực hành được cái đại thừa Bồ Tát. Còn nếu mà cố chấp á, là thiên chấp của tiểu thừa. Mình phải nhớ một điều, cho nên nó hễ nở nụ cười là nó sẽ qua đi tất cả. Đừng có nhăn nhó, đường hẻm nó xuất hiện, nó xấu. Phải không ạ? Cười cũng cười mỉm thôi, đúng cái chỗ cười thôi, đúng không? Nên tôi nói các vị, nụ cười là 10 thang thuốc bổ, phải không ạ? Nụ cười an lạc là tu làm sao có được cái nụ cười an lạc từ trong trái tim ra là mình thành công rồi. Không cần phải ở mức độ quá cao xa. Nhưng mà nhớ chỗ nào cũng cười, nhưng mà nhớ một điều, đám ma đi đám đừng cười cho người ta. Tụng kinh đừng cười, tối ngủ đừng cười, có những cái không nên cười. Còn bao nhiêu cười hết ráo trọi. Đúng không ạ? Thật sự mình đi đám ma xử lý của đời, các vị phải nhớ là hòa nhập trong phong tục tập quán nhưng không bị hòa tan. Nếu mình hòa nhập được là mình có thông cảm mình mới hòa nhập được. Ví dụ như tôi nói là đám cưới và đám ma. Luật của cuộc đời này, đám ma là phải chúng ta phải ăn mặc cho nó tối, phải không? Nó biểu hiện cái sự buồn thảm. Chúng ta tới khuôn mặt cũng phải u buồn để mà gọi là chia buồn với người ta, đồng cảm với người ta, người ta mới cảm ơn bác này kia nọ. Chứ mình vô cái mình chúc mừng em, chúc mừng cháu, bác đã qua được, coi như là thoát khỏi cái cuộc sống rồi, chúc mừng. Coi chừng người ta lấy chổi trà, người ta quét mình ra, phải không? Mà sự thật là như vậy, đúng không? Quan điểm của Đạo Phật, khi một người đã chết có nghĩa là người ta thoát khỏi cái cơn khổ, thoát khỏi cái thân làm người là khổ, hết nợ giải thoát. Đạo Phật nhìn như thế. Nhưng mà chúng ta không thể tới để mà làm như vậy được. Chúng ta cũng phải hòa theo phong tục tập quán, cũng vẻ mặt buồn một chút, phải chia buồn. Rồi từ cái chia buồn đó người ta đồng cảm, mình mới dẫn dắt người ta nguôi ngoai đi, bắt đầu đi vào đạo. Đó là cái cách sống khéo của chúng ta. Còn đám cưới, người ta cười mình buồn mới đúng chứ. Cưới là khổ, nhưng bao nhiêu người cũng toe toét khi mà cưới thôi. Khổ tính sau chỉ biết cười. Cho nên khi chúng ta đã chấp nhận đi đám cưới mà chúng ta khóc là chúng ta chết đó. Là kẹt. Mà chúng ta mặc một đống chúng ta cũng khổ, người ta nói. Cho nên cũng phải cười như người ta, nhưng biết là cười này sẽ khổ đó. Cho nên hòa đi, bắt đầu hướng dẫn ta từ từ. Đó là cái chúng ta cần phải làm. Được chưa ạ? Cho nên mong rằng cái chủ đề hoa sen trong cuộc đời này, cho các vị biết rằng cuộc đời này không có cái gì đóng khuôn cả. Nó luôn chuyển động, thay đổi không gian và thời gian, thay đổi hoàn cảnh, tâm tư con người cũng đổi thay. Cho nên chúng ta buộc phải thay đổi khi sống trong cuộc đời này. Mà chúng ta thay đổi trên cái môi trường phương tiện uyển chuyển, dựa trên trí tuệ và đạo đức. Như thế thì chúng ta không bao giờ mà thất bại trong cuộc đời này cả. Các vị không tin, các vị suy nghĩ đi, các vị lựa chọn cái phương án các vị đi vào đời đi. Nếu thất bại thì ra đây tôi lạy ba, lạy tôi sám hối. Với điều kiện các vị phải đúng theo phương pháp Phật chúng ta tu. Có thế thôi. Cho nên cuộc đời này nó khổ nhiều, chúng ta đừng có làm cho người khác đau khổ, mình cũng đừng bao giờ bị khổ đau nữa. Mỗi ngày nó trôi qua, vô thường nó đến. Cho nên sống một ngày chúng ta mỉm cười, để chúng ta tìm được giây phút an lạc là quý nhất mà chúng ta cần phải làm. Không có thời gian đâu mà để nhìn cái lỗi xấu của người ta làm chi. Càng nhìn lỗi xấu mình càng phiền não, chi bằng nhìn cái tốt của họ để mình tươi, mình học được cái hay nữa. Tại sao chúng ta không làm? Cho nên Hòa Thượng Thượng Trí Hà Quảng luôn dạy tôi nhớ mãi cái câu này. Cho nên ở đây là cái hoa sen trong cuộc đời là chủ đề. Mong các vị Phật tử chúng ta phải nhìn lại chính mình. Tu có rồi đó, chân thành có rồi đó, tự tu có, tự giác có. Bây giờ làm ơn làm cái hạnh giác tha cái. Có nghĩa là dập vào trong cuộc đời,
bằng giáo lý Phật, bằng cái chất tu của chúng ta để làm lợi ích cho mọi người, cho cuộc đời, trong đó có mình. Làm sao chúng ta tỏa được cái hương đức hạnh của người đệ tử Phật giống như hương sen. Hình thức của hoa sen của chúng ta đáp lại bằng cái tứ quay nghi của chúng ta, bằng cái hành xử của chúng ta, để rồi người ta gặp mình, người ta nói à, đây mới gọi là Phật tử thật sự. Nên thế thì chúng ta mới đủ tư cách lạy Phật, đối diện Phật hoài. Chứ mình con Phật mà làm hành động ma không thì làm sao đủ tư cách để diện kiến Đức Thế Tôn chúng ta, có phải không ạ? Cho nên hãy nở nụ cười bằng cái tâm khoan dung, an lạc, để chúng ta tìm được cái nguồn hạnh phúc thật sự trong giáo lý của Đức Phật Thích Ca chúng ta. Chúc các vị luôn luôn trở thành hoa sen tiêu biểu của chùa Từ Nghiêm này. Tất cả chúng ta là sứ giả đi vào trong cuộc đời, xiển dương hạnh hoa sen cho tất cả mọi người, để mọi người có được cái cuộc sống như chúng ta. Chúc các vị luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Các vị có ai thắc mắc gì không? À, xin mời chú cho 5-10 phút nữa. Có người hỏi hả? Là các vị cho phép tôi đọc nha. Không biết có trùng với mình không nữa. À, kính bạch thầy, cho con hỏi vợ của một người chồng nọ. Vợ của một người chồng đã mất vợ thì theo đạo Công giáo đã mất. À, vợ của một người chồng nọ đã mất vợ thì theo đạo Công giáo, cho nên vợ đến mời một vị linh mục cha ở nhà thờ Bắc Hà đến đọc kinh làm lễ cầu hồn. Sau khi vị linh mục làm lễ xong, gia đình bên chồng, mẹ chị, anh em ruột của người mất thỉnh mời một vị thầy ở chùa Bửu Đà đến tụng kinh làm lễ cầu siêu trước quan tài người mất. Con xin thầy cho con biết là vong linh vị ấy có được siêu sanh tịnh độ không ạ? À? Bây giờ tôi nói các vị nghe nha. Ăn thua đó, một vị linh mục tới tụng kinh cũng được, một vị thầy nào đến tụng kinh cũng được. Giống như người ta cho mình mang thức ăn cho mình ăn được món nào thì mình ăn cũng được, miễn sao chung nhất tiêu hóa được thức ăn hay không, đó là một vấn đề. Cho nên ở đây chúng ta không cố chấp gì cả. Nếu nói về cái tinh thần đạo đó, đạo nào cũng dạy con người làm tốt cả. Một vị linh mục nào khi lên giảng cũng khuyên người ta làm lành lánh dữ. Người tu chúng ta cũng vậy thôi. Cho nên rằng nếu duyên của ai theo đạo nào, đó là cái duyên của họ, chúng ta không bắt buộc. Chúng ta phải có cái sự nhìn xa hơn một chút. Nếu giả sử mà được linh mục tới tụng kinh thì quá quý đi chứ, hơn những người khác rồi chứ, hạnh diện hơn chứ, có gì đâu. Cứ hòa mình theo, được lợi cho vong linh mình thì cứ tốt. Có ông cha nào tới mà chùa ẻo đâu mà chúng ta lo, đúng không? Để có một vị thầy nào mà tới chùa ẻo đâu. Cho nên đừng mang nặng quá cái sắc tục tôn giáo chúng ta. Mà hiện giờ thế giới là luôn các tôn giáo ngồi lại với nhau để xiển dương hòa bình thế giới. Cho nên đây chúng tôi vừa rồi đi liên tôn ba đa sắc tộc, đa tôn giáo. Có những cái tôn giáo mình từ đó thì mình chưa biết ăn mặc nó kỳ lắm. Đối với mình là kỳ là bởi vì từ xưa giờ mình chưa thấy. Đối với họ đâu có gì đâu kỳ. Cho nên cái quan điểm chúng ta là một cái quan trọng. Cho nên đây tôi trả lời thì vẫn siêu thoát nếu như vong linh biết hướng về một hướng nào thật sự muốn giải thoát. Chứ còn nếu không á, cho dù 10 hòa thượng tới tụng kinh mà vong linh chấp chặt thì cũng không có giải thoát được. Điều này đều do vong linh cả. Còn tất cả các linh mục hay các thầy đều nhờ cái đức tu hành để tụng kinh cầu nguyện, mong rằng nhờ cái đức đó, nhờ cái sự chân thành của gia đình để đẩy được cái quan điểm của người mất, thoát ly được cái sự ràng buộc của thế gian thì người đó mới giải thoát được. Cho nên ở đây thì cái duyên có được như thế là điều tốt. Giống như ba tôi cũng vậy. Ba tôi á là gốc đạo, khi mà lấy bà khác á thì là theo đạo Chúa. Từ đó là giữa mẹ tôi với ba tôi là không ở nhau nữa đó. Tất cả con cái chúng tôi theo đạo Phật hết. Thì ba tôi là gốc đạo Phật, nhưng mà lấy vợ thì phải theo như thế, theo luật của người ta.
khi cuối đời đó nha, khi cuối đời thì ba tôi á, dặn một người bạn thân kế nhà là khi mất thì nhờ tôi ra lo đám tang sự, nhờ tôi. Thì tôi cũng không biết gì đâu, khi ba tôi mất rồi đó thì cái người vợ này không báo cho những gia đình ở bên tôi. Khi mà mất như thế rồi, bắt đầu một tiếng sau tỉnh dậy, hàng xóm ta nói hình như ổng còn trông chờ các con của ổng nữa kìa. Cho nên bà sợ, bà cũng báo cho chúng tôi. Chúng tôi vẫn đến, chúng tôi vẫn đến, mà tôi vẫn tôn trọng thôi. Bởi vì tôi tới tứ với cái cách là một người con của ba tôi, và cũng đồng thời là một vị thầy của Phật giáo đến để nói chuyện. Tôi cũng ấm ờ lắm, chúng tôi giỡn đó. Hòa mình nhưng không hòa tan. Thưa bác, hôm nay là thay mặt cho anh chị đến đây để xin phép bác. Về công sanh công dưỡng thì người Việt Nam đều tôn trọng, cho nên là hôm nay đến để xin phép bác là để cho đến thăm ba của chúng tôi. Bà mới nói cái tới thì tắm. Khi mà tôi ngồi đó, có mình tôi ngồi gần một tiếng đồng hồ, tôi nắm tay ba tôi niệm Phật, tôi nói hết những trong lòng ra, nhưng mà bằng cái tâm tư thôi. Cuối cùng ông cụ mất trong cái bàn tay của tôi. Sau đó là tôi rất đơn giản, nếu tôi như khác tôi bỏ về, không có, hòa mình theo. Tôi nói như thế để cho các vị thấy mình biết tôn trọng người ta sẽ tôn trọng mình. Tôi nói thưa bác, bây giờ ba cháu đã mất rồi, thì bây giờ thay mặt cho anh chị cũng xin phép bác là cho phép các anh chị để tang hay không. Nếu giả sử cho phép các anh chị để tang thì cho phép luôn các anh chị đóng vai trò bổn phận là một người con trong gia đình. Nếu bác không cho phép để tang thì xin phép bác cũng cho anh chị đóng vai trò là một người khách để đi viếng tang. Bà đồng ý, bà nói là có tang nó cứ thế đấy. Bắt đầu thầy mới dạy anh chị, thầy mang một số tiền mấy chục triệu qua để phụ giúp cho cái việc đó. Khi các vị biết, khi các con chiên tới mà tụng kinh, tôi là cái người mặc áo nâu tới mời nước đàng hoàng, không ai đếm xỉa tới mình cả. Cái chuyện của họ thì mình không nói. Tôi vô tôi nói bác ơi, thầy mời không được, thôi mời bác ra mời đi. Nhưng khi ngày thứ hai các hòa thượng tới, cơ quan của tôi, Phật giáo tới, mới nói về cái giá trị của tôi, gia đình bắt đầu mới mở ra, hàng xóm ta mở ra, Thiên Chúa không. Vì Phật tử của chùa tôi ra, phúng điếu, đệ tử, đệ tôn tôi ra hết. Các vị biết khi mở tùng ra, 2/3 toàn bên mình không, người ta đi điếu. Mời tôi ra, tôi nói không, dạ, cái đó là cái chuyện của gia đình cứ tự sắp đặt. Và khi mà tôi đi đưa đám, tôi hỏi các gọi là các ông, gọi là các ông chùm, gọi là các ông chùm, cái nghi thức của bên Thiên Chúa như thế nào, sắp đặt ra sao. Các ông nói thế thì đứng trước hết là có 3 vị đứng là cầm hình thánh giá, hình Chúa. Tôi nghe hết. Rồi thầy mới nói bây giờ thầy muốn thêm cái đoạn này vô để cho các em Phật tử đây mặc nghi lễ, mặc để mà cầm hoa như thế đẹp không? Được không chú? Được thì tốt đấy. Tôi làm luôn một cái đám như thế, hòa mình vẫn khéo léo thôi. Cuối cùng các vị biết không, quay trở lại bà cụ đó thương tôi nữa, 2 bà hòa mình lại với nhau. Bây giờ 2 nhà hòa hợp với nhau. Đó là cái sự khéo léo. Bây giờ con trai bà đi Mỹ, mỗi lần về là tôi tới thăm tôi, thăm mẹ tôi. Anh chị tôi cũng tới thăm bà cụ ở bên đó. Đó là tình người với nhau. Chúng ta bình tĩnh, chúng ta giải quyết, ai cũng có nhân cách cả. Cho nên chúng ta biết hòa mình thì chúng ta sẵn tay tôi nói như thế để cho biết là trường hợp của gia đình tôi, để cho các vị thấy cái này thì tao ăn thua gì đâu. Đám ba tôi, chúng tôi tới tụng kinh, các hòa thượng tới tụng kinh, sư đệ tôi tới tụng kinh, mà các cha cũng tới tụng kinh nữa. Có gì đâu mà tốt chứ, đúng không? Cho nên hàng xóm tôi nói ông này ông chết mà ông để đứa con giống hệt như ông mà lại là thầy tu mới chết. Hồi đó chắc ba tôi lùng lắm, giờ tôi lùng lắm. Thôi đó là cái câu chuyện đó, là để kết thúc được cái câu hỏi này. Chúc các vị nếu như chúng ta có cái sự khoan dung độ lượng và nhìn xa đó, thì đã là con người ai cũng có dòng máu đỏ cả, nhưng mà mỗi người có một cái tôn trọng tôn giáo khác nhau. Chúng ta biết tôn trọng họ, họ sẽ tôn trọng chúng ta thôi. Vì vậy tư tưởng tôi như thế, cho nên những người Thiên Chúa mời tôi tới giảng pháp ở tại Đại Chủng Viện là như thế. Cho nên cái đó là cái mà chúng ta nên tất cả đều nắm tay nhau, đặc biệt là chúng ta tu mỗi đường mỗi khác, nhưng kết cuộc cũng mang lợi ích cho đời và nâng cái giá trị đạo đức của mỗi con người thôi. Cho nên chúng ta đừng bao giờ có một cái ác cảm gì cả.
hãy mỉm cười như hoa sen là đã đủ. Chúc các vị luôn hạnh phúc. Thôi xin mời. Phật đến trong ta.